Kính chào quý vị, bây giờ là những thông tin về tình hình tài chính và thị trường. Thưa quý vị, thực hiện chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, hiện tất cả ngân hàng thương mại đã công khai lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân. Điều này giúp tăng tính cạnh tranh và tăng khả năng tiếp cận vốn cho khách hàng. Hiện nay, các ngân hàng đã công khai lãi suất cho vay bình quân, trong đó lãi suất cho vay bình quân của nhóm 4 ngân hàng có vốn nhà nước ở mức thấp hơn nhóm ngân hàng tư nhân, Vietcombank 6,4%, Agribank 7,47%, BIDV 6,25%, Vietinbank 6,3% một năm. Tại các ngân hàng thương mại tư nhân, lãi suất cho vay bình quân còn được chia theo kỳ hạn và theo loại hình khách hàng doanh nghiệp hay cá nhân. Tại Techcombank, lãi suất cho vay bình quân với khách hàng doanh nghiệp là 6,89%, khách hàng cá nhân là 7,33%. Tại TPBank, con số lần lượt là 7,08% và 8,09% một năm. ABBank là 6,31% và 7,28% một năm. OCB là 8,93% và 7,9% một năm. VIB là 6,98% và 7,47% một năm. Chênh lệch giữa lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân tại các ngân hàng là từ 2 đến 4%. Theo các chuyên gia kinh tế, việc công khai lãi suất là nguyên tắc hoạt động của các ngân hàng để tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Nhưng về lãi suất cho vay, mỗi ngân hàng thường đưa ra các gói ưu đãi khác nhau dựa theo lợi thế của mỗi ngân hàng. Chẳng hạn như, ngân hàng nhà nước có lợi thế nhờ nguồn vốn lớn, niềm tin người gửi tiền cao hơn thì lãi suất huy động mềm hơn, giúp lãi suất cho vay thấp hơn. Thực hiện chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất cho vay, hỗ trợ cho nền kinh tế, doanh nghiệp và người dân, tạo động lực tăng trưởng kinh tế, Vietcombank mới đây đã triển khai chương trình giảm lãi suất cho vay hỗ trợ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024. Với chương trình này, Vietcombank đã giảm tới 0,5% một năm lãi suất cho vay Việt Nam đồng cho các khoản vay hiện hữu của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp với thời gian áp dụng trong 3 tháng từ ngày 1 tháng 4 đến hết ngày 30 tháng 6 nhằm tri ân các khách hàng đã gắn bó với Vietcombank. Cùng với đó, Vietcombank sẽ triển khai đồng loạt các gói cho vay mới với lãi suất giảm tới 1,5% một năm so với mặt bằng lãi suất cho vay hiện nay, nhằm hướng đến mục tiêu ngày càng nhiều doanh nghiệp, người dân tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi với lãi suất cho vay thấp. Chương trình sẽ hướng đến các khách hàng thuộc các ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, các lĩnh vực xuất khẩu, năng lượng, khoa học công nghệ và phục vụ nhu cầu đời sống của người dân nhằm thúc đẩy tín dụng, tạo động lực tăng trưởng kinh tế. Thưa quý vị, Agribank hiện đang triển khai chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2024 với 20.000 tỷ đồng ưu đãi tín dụng ngắn hạn dành cho khoản giải ngân bằng Việt Nam đồng, lãi suất thấp hơn sàn lãi suất cho vay thông thường đến 2,4% một năm cùng nhiều ưu đãi về lãi suất tiền gửi, phí dịch vụ và tỷ giá mua bán ngoại tệ. Khi tham gia các chương trình tín dụng ưu đãi, khách hàng còn được tư vấn giải pháp tài chính toàn diện phù hợp với nhu cầu và thực tế triển khai sản xuất kinh doanh như dịch vụ tài khoản, thanh toán và quản lý dòng tiền, như dịch vụ chi lương, thanh toán hóa đơn, đầu tư tự động, ngân hàng điện tử, dịch vụ thẻ, tài trợ thương mại và thanh toán quốc tế. Agribank hiện cũng tiếp tục cho vay chương trình tín dụng ưu đãi dành cho lĩnh vực lâm sản, thủy sản với tổng quy mô 8.000 tỷ đồng từ nay đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024 và dành 30.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất nhà ở xã hội. Chuyển sang thông tin về diễn biến thị trường vàng. Thưa quý vị, trong phiên giao dịch sáng ngày 20 tháng 5, giá vàng giao ngay tăng gần 1% lên mức cao kỷ lục. Giá vàng Mỹ giao kỳ hạn đạt mức cao kỷ lục mới, kéo giá vàng trong nước tiếp nối đà tăng mạnh. Theo đó, giá vàng giao ngay tăng gần 1% lên mức cao kỷ lục 2.440,56 đô la Mỹ mỗi ounce, trong khi đó giá vàng Mỹ giao kỳ hạn đạt mức cao kỷ lục 2.444,55 đô la Mỹ mỗi ounce. Các kim loại quý khác trên thị trường cũng tăng vào sáng thứ Hai. Trong nước, giá vàng ngày 20 tháng 5 cũng theo đà thế giới tăng mạnh. Giá vàng miếng SJC tăng thêm 600.000 đồng đến 1 triệu đồng một lượng, lên 88,6 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 90,6 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Giá vàng nhẫn trơn cũng đồng loạt tăng mạnh, thêm 200-400.000 đồng một lượng. Giá mua và bán mỗi lượng lên mức 77,3-77,8 triệu đồng một lượng. Vừa rồi là bản tin tài chính thị trường, bản tin có sự đồng hành của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Nam. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Không ví, Apple Pay. Bẩn tay, Apple Pay. Thôi, Apple Pay nha. Chỉ cần Apple Pay với thẻ Vietcombank.